châu lục cung nương sắc phong, châu lục cung nương vốn dòng trần thị, sinh như trên mỹ thượng ngàn. Hữu lũng giang là lối cắt địa chín mươi tư ngàn, cưa chú là nơi chúa tiền vâng lệnh ý lời. Xuống trần gian báo mộng, trần thì nước tâm động bà ho thai, mùa thu tháng chín lẻ mười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiên hạ. Phan điều thắm dịu dàng bước ra đơn phương cô cả hai hòa. Biển trần thì cố hốt cốt thuốc nên non sáng soi khắp biển trần gian, soi trong là biển, soi về động sơn trang, soi trong là biển, soi về bàn đất xuống theo nhìn xanh thẳm một màu xa xa thăm qua đền Châu Lục đây mới thực là đèo ngàn hoa xinh đẹp tươi vì nó ơi sao lòng người hoa ngàn hoa thắm tươi ngàn hoa thắm tươi chim ngoài đang kêu lô rộn ràng cất tiếng ca lụa dày vòng lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho đồng dài nhất sang nhiều bạn cho dài nhất sang nhiều vòng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành khuya sớm vùng thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 thành ra hồi cung tiệc mờ thung dung tam tòa tiên thanh hội đồng đoàn viên A Di Đà Phật lô hương xạ nhiệt pháp giới mong huân chư Phật đại hội tất giao văn tùy sư kết tượng vân thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn thân xe ra hồi cung đệ nhị thánh tiên cung thỉnh mời mẫu bà đệ nhị thánh tiên trên đàn hạng hạt lô nhiệt bình ngưng ra du từ mẫu nương vô ương hoa lội đắc thanh ngưng chi thâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương cung rằng bồ tát thành ra hồi cung sớm kết loan phong kinh duyên sớm kết loan phong thảo mai tiểu thiếp đem lòng gieo oan
thần kim sắc tướng hào quang nghiêm vô đằng luân bạch hào huyền truyền ngũ tu di hán mục trừng thanh tứ đại hải quang trung hoa phật vô số sẽ ra hội cùng đại hoàng tư vương cô đệ nhị đại hoàng thông minh chính trực nghị đảm đang y nghỉ trong chiều thank you.
kêu cầu cho võ công sinh mỗi năm là một dáng hình cô tốt tươi tấu tiên cô. Tiên cô đệ nhị đại tài. Vương cô xuống vạn an kiếp mơ bạc trở ra về. Bảo Lộc Trần thương cô tới đâu, tới đâu thời đầy kinh nhờ hồn này. Thời đây kinh hồn ma vương khiếp ma vía phạm nhan ni dùng hình tấu tiên cô tấu cô nhị vị cô đã ai tài. Bệnh lành.
sai đố triệu lục cung là ngăn nàng ai vốn dòng sơn trang tình hay mang trúc mang giang mang tre mang lửa cơm làm đầy ngàn ơi à, à. Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa thu nguyệt đốt đuốc đi vào ra sớm chiều hồ mây lặng chiếu lưng đèo ơi à ơi à. Qua đèo sớm mai sao quay tôi xếp bên người ơi à ơi à. Rồi cho cuộc phú dân cường trong Lam Việt bốn phương tái hòa sóng đăng chú tòa sáng ngàn xa rơi cho non nước nở hoa bốn mùa ơi nghe à, à. Địa linh cành đã đặt bẫy
Nguyệt trai hoa sinh ra tiên nữ hình hài ơi nghe thành ra hồi cung lê mẫu hòa bình có lên lê mẫu hòa bình thác bờ hang miếng gặp gành treo leo dì sao ý nghĩa sông nghi đà ý nước chảy dì qua đèn chúa mới vào đèn cũ con sông Đà chú bắt nhịp hò xuống đôi mắt phượng hóa cài mày châm dắp vầng trán xinh vẻ mặt càng xinh mùi son như đóa hoa cười ý nghĩa sinh liệu phải thần thơ dịu dàng bước ra đồng phương cô cả hai hòa ơ
mênh mông. Thuyền ngược bè xuôi, bằng thuyền chưa thác trèo bơi sông Đà. Con sông Đà rào các suối khe, trên hàng miếng suối rút chưa trèo về. Khoan họ khoan đi, họ họ dâu khoan nơi khoan họ khoan. Lá cờ vàng thiếu bốn chữ vàng tươi, nhắc trông lên chúa thác dịu hiền. Khoan họ khoan, họ số khoan, họ số khoan ơi khoan họ khoan. Đăng hào quang ngà, sông đang chua múa dịu dàng khoan thai. Chiếc lưng đai giọt ngắn giọt dài, tay cầm đôi đuốc miệng cười nở hoa. Nhớt sông tình lòng lãnh ngân à, ơi à, ơi à. Trong đêm tối mịt mùng cho chim làm tổ về rừng sơn trang. Đuốc tiền soi tỏ bàn hàng, ơi à ơi à. Trăm hoa đu lờ, trăm hoa đu lờ đầy ngàn tay hai. Mùi trên vai lặng trái si thương. Dung ra dung gì cuối lắc đầu lọt, dung ra dung gì cuối lắc đầu lọt. Tay khơi, tay chúa khơi biển bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời. Ghi nhớ hơn người ơi à, ơi à. Thanh nghi ngàn dạo khắp mi nơi nơi, mãi đà suối rút qua chơi kim bồi đất hòa. Núi ngũ nhạc rừng xanh bỏ lối qua Lương Sơn đi, thẳng tới dốc cun non cao quân khúc dặm trường nghe. Về chầu cá vàng bên
sườn núi nhà sàn mây lớp, cầu thang mây nhẹ gót rung rinh, chu tắc kè dòng giả cầm canh. Ôi ai làm biểu rõ ràng làm phương, làm biểu rõ ràng ngũ phương bàn cánh con thỉnh chúa bà lắm phương. Hương trầm mì thoang thoảng gió đưa, dấu thiêng ghi rõ truyền. Nay có bà chúa quận thần tiên đi ính nghệ hề a quần ngũ phương, danh tiếng đất nước dõi truyền sự sanh sinh, nhà họ Vũ một cảnh hình dung nhan sắc khác nào tiên Nga. Trung thiên thiết nên lập một tòa ngũ phương bàn thỉnh con thỉnh chúa bà anh linh. Ngôi đền thờ chúa ám thanh cảnh vắng có thu hữu tình, cảnh là xinh sao đôi bên nóng hồ trầu vào ý nghĩa à. Đôi bên lòng có cây cổ thụ tốt sao sườn ra, ban nửa đêm cánh ba giờ tí chú hiện xa người, mỹ lữ thần tiên non dồ áo trắng chân dày cương mê. Gọi phù xe trả tiền bằng giấy biết ni chúa bà tay lạy miệng van chúa thường những kẻ cớ han. Ai sai lệnh sai đô triệu lộ cung lăng năng ai vốn dòng sơn trang tính tình hay mang trúc mang ra mang tre mang nửa cơm làm đầy ngàn ơi nhà ơi à.
son sắc tốt tươi dường già, đàn xanh lắm quá nhiều hoa ơi à ơi nghề. Ra sớm chiều chiếc cổ mây nặng chịu lưng đèo ơi à, à. Thô mây nặng chịu lưng đèo quất in đùng đinh đi qua đèo sớm mai. Sao quay tôi xếp bên người ơi à ơi à. Thank you.
gia võ đằng phân tôn quan. Tôn quan gia võ đằng vân minh. Bắc Nam Mê Công từ xa gần đều làm tôi ý nghĩ. Quyền tai sai hành tổng đốc, sai hành ca quan lá cờ lưỡi kiếm vua bàn. Dăm ba ca tụng ý, ý, ý.
quan chui quan anh bên ni đầu gió mát ni chẳng thành đàn nha sao thôi dạo quanh trước đàn. Chôn đó diệm là xuyên
hãy trung linh người con vua thủy quốc động đình tôn danh hiệu quan lớn đệ tam hoàng thái tử lên ngàn xuống thác y nước biếc khê giàu đấng sơn lâm đằng mặt anh hào oai lừng lẫy dậy chào hàng tứ phụ giáp bạc bao phen quan tâm phủ rực lửa sông pha trăm trận dạ như không ra tay cứu nước trừ tiếng đế ngàn năm với núi sông trải giang khê lên ngàn quan xuống biển lành giang từ quý địa tòa danh là đền thờ quán tán tiếc kiệu vàng long môn hồ bàng thạch bàn rất uy nghi hoa tức thì giá lâu đài đèn các dâng nước về thủy quốc một khi truyền quân lấy ngọc lưu ly cồn cồn dâng nước phép thì không ai đưa qua đại giang nghi qua đại giang sông Thao sông Cà kéo quân về đóng ngã ba tranh vui sướng ca đàn hát tập tành thi ngâm phú lục đàn tranh chơi bời có phen chơi cửa đài mì cửa bích khi xa khơi vào lạch thành thơi
thuyền rồng trăm mái treo bơi xích nặng sông tuần lạnh nhà hơi quan đi vào xanh nam đền thờ quan tan tiếc kiệu vàng long môn hồ bàng thạch bàn rất uy nghi thành ra hồi cung chính quán quê nhà đền Linh Giang chính quán đi quê nhà danh làm mi cổ tích ngự tòa ngự ngôi cao ý nghĩ trời.
quan lớn tuần ngài mở hội phong ba bão táp minh giặc ngoại xâm tan tác chịu thua chiều đình bả hội mừng công thuyền bè qua bên sông tranh dập mơ trời sông tranh ơi ơi sông tranh trăng nước còn in một bóng hình lâm mi liệt tung hoành đau trang sĩ ngàn năm mơ lưu đề dấu anh linh hỡi ai qua bên sông tranh nhớ người trang sĩ tài danh rằng nước chảy hoa trôi sông tranh còn đòi công người mãi còn ghi hỏi nước sông tranh đao thiêng giết giặc tung nghi hoành sông tranh đáp tiếng trả lời có quan đệ ngũ sáng ngời chiến chiến sông pha đao thần quan gia trần ni sinh từ vì đời chúng hiểu đạo
vua tôi. Ở trên phủ Linh Giang vẫn còn lưu truyền thăng tích nghi, lên đền kỳ cung còn lưu là ai lốt ni oan khiên. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần người đã dậy thần cớ, các cửa sông đâu đó phục thờ Ninh Giang thiết lập ngôi đền thờ Tuần Trạch. Cảnh Am Thanh nhiều nơi lịch sử vốn đặt bày từ cổ truyền lai, bao phen xuất nhập trang đài vua ban chấp chính người quan cai triều đình. Ngôi Phúc Tinh Long Châu Hồ Phục lớp tam đầu quần khúc trầu lên, truyền đời tư chủ đôi bên quan Tuần chắc giang ngự lên sập đông đồng. Phong ngài kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ quan trừ tính, tấu quan Tuần người vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền bóng quy lưỡng ngoài trời thủy khí sinh nhân, đùng đùng một trận phong vân thượng đồng ban phép giúp dân quan trừ tà. Nay con nguyện tích dương công đức cúi xin ông nhỏ phước hà xa, độ cho nam nữ trẻ già ai ai cũng được mặt hóa ra hồng. Nay một nguyện giáng phúc trừ tai đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh cường. Nguyện thứ hai cho buôn bán trăm đường tiền tài lưu loát bạc vàng được đề đa. Nguyện thứ ba cho công hầu đắc lễ độ cho tín chủ con được phú quý sang giàu. Nay bốn nguyện ông độ sông lâu ơn quan đệ ngũ được phúc lâu giàu bè. Lịch dâu thiêng quan về mà chấn ai có tà quan trục tà giá, riêng ai cách chợ Sơn Hà cơ thân chỉ núi núi đà tan không. Đêm cùng ngày giữ việc thủy cung đội lại cứu trùng người cứu đổ muốn dân, ai mà cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân hài hòa. Ông kiêm trì văn võ các tòa nay về ra ngự sướng ca lơi bàn đền,
nay chữ thập biến làm chữ thiên, độ cho đệ tử thiên duyên ly thọ tràng. Các cô làng ra tay bè quê, quan sao chơi thành thì hổ tiên. Ba ngàn thế giới giữ thiên, tiếng quan đờ vũ chân khắp miền Đông Tây. Ngài uy ra thổi gió thét mây, phép ông ứng hiện đổ cây tốc nhà. Bốn phương trời đội ơn quan cả, ai có lòng được thì xả từ bi. Phút thôi quan lại biến đi, cưới tướng bạch hổ lên trầu bị thượng thiên. Quyền cái thường ngàn
quyền cho cái bảo lạc Hà Giang ý. Thank you.
cầm thú hổ ngang về châu quyền cai tam thập lục ngàn châu ý. Lục châu chín tầng mà khẽ suối một nề bầu tiêu giao sông trời rừng quế rừng đào ý. Xe ra